Hãy chào anh nụ hôn đã say và nào hứa sẽ bắt đầu vì nắng say người quên ước của nhau trong đời. Bên bạn là gì nhỉ? Họ sẵn sàng hát theo không ạ? Họ sẵn sàng quẩy cùng với Rick không ạ? Ok, hứa rồi nha, và ngay bây giờ sẽ là Like, yeah.
Wow. Và vâng, ca khúc Yêu đã khép lại phần tương lai, và có thể nói là tôi ở bên dưới tôi cũng cảm thấy yêu, tôi cũng yêu, các anh cũng yêu, chúng ta cùng yêu một thứ, đó là tình cảm rất đồng cháy đến từ những người cổ động viên, những người khán giả tuyệt vời của vùng đất xanh lai của chúng ta ngày hôm nay. Mời các bạn xem lại Lai Châu. Lai Châu ơi, mọi người ơi, nói nghe nè, chúng ta vẫn còn hốt thăm đó. Hồi thường đặc biệt có mấy chị lên đến 50 tỷ nè. Cái giả hoa thì gì ạ? Dạ vâng ạ, MC Tuấn Anh xin được xin phép mời hai anh sẽ cùng ở lại sân khấu của chúng ta để cùng đến với giây phút có thể nói là hồi hộp nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Đó chính là chúng ta sẽ cùng đi tìm chủ nhân giải thưởng đặc biệt nhất